chào quý vị và các bạn. Hoàn lưu sau bão số 6 tiếp tục gây mưa lớn cho đất liền khu vực Trung Bộ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ dâng cao gây ra ngập lụt. Nhìn lại bão số 6, ngay từ giai đoạn đầu thì bão đã có những diễn biến khó lường. Ở ngoài Philippines, bão liên tục đổi hướng tới 4 lần. Sau khi vào Biển Đông gặp nhiều hình thái thời tiết tác động, đó là không khí lạnh ở mặt đất, cũng như rãnh gió Tây trên mực 5.000m và một cơn bão khác đang hoạt động ở ngoài khơi khu vực Philippines. Bão số 6 đã đặt ra rất nhiều thách thức cho các nhà khoa học của Việt Nam và thế giới trong việc nhận định đường đi của bão. Thậm chí, đến khi áp sát vùng biển của khu vực Trung Bộ thì các mô hình vẫn còn phân tán, cho thấy tính chất phức tạp của thiên tai. Dù đã suy yếu, hoàn lưu sau bão số 6 kết hợp với không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ trong ngày mai, kéo theo lũ dâng cao. Trên sông Kiến Giang qua Quảng Bình, trong đêm nay, sáng sớm mai sẽ vượt báo động 3 khoảng là 1 mét. Lũ trên sông Bến Hải tại Quảng Trị cũng sẽ vượt mức báo động 3, gây ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra còn là vấn đề an toàn khi đi qua các ngầm tràn. Quý vị lưu ý không bao giờ đến gần khu vực bị lũ, cũng không được để trẻ em và người lớn tuổi lại gần nước lũ, không lội nước vì quý vị không thể lường hết được độ sâu hay là sức cuốn của lũ. Bởi chỉ cần độ sâu khoảng 15cm, dù nước chuyển động với bất kỳ tốc độ nào, nhanh hay chậm, chúng ta có thể bị ngã nếu đi bộ. Mực nước này cũng đủ để các loại xe nhỏ như là xe đạp, xe máy có thể bị cuốn trôi. Nước ngập đến 30cm, phần lớn các loại xe máy và cả ô tô sẽ bị mất trọng lượng, biến thành những chiếc phao bập bềnh. Nếu nước dâng tới 60cm thì hầu hết các loại xe đều khó thoát nạn. Do vậy, quý vị tuyệt đối không cố vượt qua ngầm tràn mỗi khi lũ lên. Chuyển sang thông tin thời tiết dự báo trong một tuần tới, khu vực Tây Nguyên Nam Bộ từ chiều tối mai đến giữa tuần sau sẽ có mưa dông rải rác, 3 ngày cuối tuần trời nắng, nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng 30-34 độ C. Ở miền Bắc ngày mai, khu vực đồng bằng ven biển có mưa nhỏ, từ thứ 3 đến cuối tuần, trời nắng hanh vào ban ngày, đêm và sáng sớm chuyển lành lạnh, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 19-22 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.